Hello, xin chào thưa quý vị. Hôm nay là Phúc sẽ đưa quý vị chúng ta đi tham quan một trong những nơi mà cá nhân Phúc đánh giá rằng, và không chỉ là cá nhân Phúc đánh giá quý vị, Phúc đã đi về thực tế ở đây rất rất nhiều lần. Và bản thân nằm trong quy hoạch của định hướng của nhà nước thì khu vực này cũng là một trong những cái thủ phủ nghỉ dưỡng đẳng cấp 5 sao quốc tế. Đó chính là Hồ Tràm quý vị. Hồ Tràm rất là gần Sài Gòn, chỉ cách Sài Gòn khoảng tầm là 2 tiếng đồng hồ thôi. Phúc thì hiện tại bây giờ đang ở tại Đồng Nai, cụ thể đó chính là ở tại huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, gần giáp ranh với địa phận của Đà Hoi, thuộc về địa phận của Lâm Đồng. Thì hôm nay là Phúc đi từ Định Quán Đồng Nai, hiện tại là đang ở tại Định Quán Đồng Nai để di chuyển về khu vực Hồ Tràm. Và Phúc đặt một phòng của khách sạn Holiday Inn chuẩn 5 sao quốc tế ở tại khu phức hợp 164 hectare, đó chính là Grand Hồ Tràm Strip. Thì Phúc đang trên đường đi về và Phúc mong muốn rằng là mỗi chuyến đi mà Phúc đi tự túc, Phúc đi về tham quan là một lần Phúc đi tiền trạm để có thể chuẩn bị những đường tour tốt hơn. Và bên cạnh đó là Phúc muốn đưa các điểm tham quan đến gần hơn với những ai đam mê du lịch và ai mong muốn khám phá vẻ đẹp của quê hương Việt Nam. Thưa quý vị, có thể nói là đến giờ phút này thì Phúc đã đi hơn 70 quốc gia trên toàn thế giới. Nhưng mà cá nhân Phúc đánh giá rằng Việt Nam vẫn là một trong những nơi mà có tài nguyên du lịch rất là phong phú, rất là đa dạng. Chúng ta đúng nghĩa là một trong những quốc gia rừng vàng biển bạc ở trong khu vực Đông Nam Á nói riêng và trong khu vực châu Á nói chung. Tuy nhiên, những gì mà chúng ta có về mặt tài nguyên nó chưa tương xứng với lượng khách du lịch quốc tế và lượng khách du lịch trong nước đến với các địa điểm tham quan. Và chúng ta biết là vai trò của ngành du lịch nó rất là quan trọng, bởi vì du lịch là một cái ngành công nghiệp không khói. Theo thống kê của các tổ chức trên thế giới thì riêng cái mảng du lịch thôi đã đóng góp hơn 10% tổng GDP của toàn cầu. Và du lịch thật sự là một ngành nó đóng góp cho vấn đề an sinh xã hội, đóng góp cho thu nhập của từng tỉnh nhà, đóng góp cho thu nhập Việt Nam chúng ta. Tuy nhiên đến giờ phút này thì Việt Nam chúng ta vẫn chưa có đủ tiềm lực để mà có thể khai thác được đối tượng khách nước ngoài về với Việt Nam chúng ta tương xứng với những gì mà chúng ta đang có. Chính vì vậy mà theo suốt dọc những cái cung đường đi mà Phúc đến với từng tỉnh thành tại Việt Nam thì Phúc mong muốn mang các địa điểm tham quan đến gần hơn đến toàn thể quý vị chúng ta. Và mong muốn làm sao mà những gì mình nhìn, những gì mình thấy và những gì mình yêu có thể truyền được một động lực cho toàn thể quý vị chúng ta đi và khám phá những vùng đất tươi đẹp của Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung. Và ngay bây giờ đây xin mời quý vị chúng ta hãy cùng với Nguyên Phúc đi về với một trong những bãi biển đẹp nhất ở tại miền Nam chúng ta. Một trong những bãi biển đẹp nhất đó chính là bãi biển Hồ Tràm, chỉ cách Sài Gòn khoảng tầm là 2 tiếng đi xe thôi. Và cũng xin thưa quý vị chúng ta luôn là trong tương lai không xa thì sắp tới là chúng ta sẽ xây dựng cái tuyến cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu. Thì thời gian mà di chuyển từ Sài Gòn mà về đến Hồ Tràm là chỉ mất khoảng tầm là 1 tiếng rưỡi đi xe mà thôi. Điều đó sẽ rút ngắn gần hơn những cái khoảng cách, những cái kẹt xe mà quý vị chúng ta sẽ phải gặp phải khi mà chúng ta di chuyển từ cái hướng mà cao tốc Long Thành Dầu Dây đi về quốc lộ 51. Thì hiện tại bây giờ rất là kẹt xe quý vị. Nhưng mà trong tương lai không xa, khi mà tuyến cao tốc Bến Lức Long Thành kết nối các tỉnh miền Tây đến với Đồng Nai, đến với Bà Rịa Vũng Tàu, hay là tuyến cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu để kết nối Sài Gòn về với Bà Rịa Vũng Tàu, thì sẽ khơi thông cái cơ sở hạ tầng để đảm bảo cho những cái du khách khi về đến Hồ Tràm hoặc là Bà Rịa Vũng Tàu một cách thuận tiện nhất. Thì ngay bây giờ đây xin mời quý vị chúng ta hãy cùng với Phúc đi khám phá xem thử Hồ Tràm cách đây 10 năm và Hồ Tràm hiện tại vào tháng 11 năm 2022 có gì khác biệt. Let's go! Hello, xin chào toàn thể quý vị. Bây giờ là Phúc đang có mặt ở tại sân golf The Club, là top 100 sân golf tốt nhất thế giới do tạp chí Golf Digest bình chọn. Phúc đưa quý vị chúng ta lên ngắm toàn cảnh của resort mà Phúc thuê trong buổi tối ngày hôm nay để ở và trải nghiệm cũng như là review cho quý vị chúng ta. Đó chính là Holiday Inn. Đây là một trong những cái khu resort nằm trong khu phức hợp Grand Hồ Tràm Strip. Và ngay bây giờ đây là chúng ta đang nhìn ngắm vẻ đẹp của Grand Hồ Tràm Strip từ phía trên cao, ngay từ sân golf 82 hectare, sân golf The Club. Xin mời quý vị chúng ta cùng nhau ngắm nhìn nha. Đây, xin mời quý vị chúng ta cùng nhau vào bên trong để tham quan sân golf The Club. Thế nói là đây là một trong những sân golf là bút khó nhất ở tại Việt Nam hiện tại bây giờ. Nó là top sân golf hàng đầu thế giới. Hàng đầu thế giới luôn quý vị, do huyền thoại Rex Norman thiết kế và đi vào vận hành vào năm 2013. Có nghĩa là rất là lâu rồi quý vị, rất là lâu rồi.
Rồi bây giờ chúng ta cùng vào bên trong quý vị ha. Ok, để xem thử là đầu xe sẽ chỗ nào đây. Ok. Rồi. Hello, xin chào quý vị. Phúc đang có mặt ở tại sân golf The Club thuộc về khu phức hợp Grand Hồ Tràm Strip. Sân golf này là một trong những sân golf được vận hành năm 2013 do Huyền Thoại Golf, đó chính là Greg Norman, thiết kế. Và đây là một sân golf có diện tích rất là lớn, diện tích khoảng tầm là 82 hectare, sân golf chuẩn 5 sao quý vị ha, và được xếp hạng 1 trên 100 sân golf tốt nhất hàng đầu thế giới. Thì Phúc đã về Hồ Tràm rất là nhiều lần rồi, nhưng mà đợt này thì quyết định là sẽ đặt một phòng ở tại Holiday Inn để review cũng như là giới thiệu quý vị chúng ta các địa điểm tham quan ở tại Hồ Tràm cũng như các khu phức hợp đang có mặt ở tại Hồ Tràm hiện tại bây giờ năm 2022. Nhưng mà trước chúng ta biết không ạ, cách đây khoảng tầm 10 năm ở tại Hồ Tràm thì gần như là chúng ta sẽ không thấy gì hết cả, chỉ có một bên là rừng 11.000 hecta rừng nguyên sinh Bình Châu Phúc Bửu, một bên đó là những bãi biển đẹp. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì Hồ Tràm đã thay đổi rất là nhiều rồi. Cho nên là Phúc muốn là quay những đoạn clip này để giới thiệu quý vị chúng ta có thể cùng nhau ngắm nhìn vẻ đẹp của sân golf The Club và khu phức hợp Grand Hồ Tràm Strip với diện tích là 164 hecta. Ok, quý vị chúng ta cùng đi Phúc nhé. Thì khi quý vị chúng ta đặt phòng ở tại Grand Hồ Tràm Strip thì quý vị chúng ta có thể là booking chơi golf ở tại sân golf The Club. Thì Phúc có lên phía trên này để quay một cái view tổng quan cho toàn bộ Grand Hồ Tràm Strip cho quý vị chúng ta có thể ngắm nhìn. Thì bây giờ là chúng ta đi vào bên trong thì chúng ta hình dung là chúng ta sẽ có một cái nhà hàng có tên gọi là Infinity. Chào em. Và ở ngay vị trí này thì chúng ta có thể quan sát thấy là đây là nhà hàng rất là sang trọng, rất là sang trọng quý vị. Quý vị chúng ta có thể xem thấy ha, sân golf The Club kéo dài nguyên cái khu phức hợp Grand Hồ Tràm Strip là 164 hecta. Mình có thể nhìn thấy, chúng ta đến gần chút xíu, mình quan sát cái bãi cỏ của sân golf này. Đây cũng là một trong những sân golf mà có thể nói là được bảo trì tốt nhất ở tại Việt Nam, và cũng là một trong những sân golf booking khó nhất ở tại Việt Nam hiện tại bây giờ. Thì mình thấy quan sát là đây là sân golf mà được trải rộng trên một diện tích là 82 hecta với nhiều dạng địa hình khác nhau. Mà chúng ta cũng đừng quên là ở tại Hồ Tràm là bị ảnh hưởng bởi gió biển, và gió biển tại Hồ Tràm nó sẽ theo mùa quý vị, nó theo mùa. Và chính vì vậy mà tất cả các golfer mà họ đã từng đánh ở tại sân golf này thì đánh ở những mùa khác nhau thì cái hướng gió nó sẽ khác nhau, và lúc nào cái sân golf này cũng là sân golf thử thách các golfer. Và gần như 70-80% lượt khách đánh golf ở tại đây là khách đến từ Hàn Quốc và Nhật Bản. Thì bây giờ chúng ta cùng nhau ra phía ngoài để có thể ngắm nhìn cái view toàn cảnh của sân golf The Club. Đây mình có thể quan sát thấy là toàn bộ diện tích của The Club với diện tích là 82 hecta. Và đằng xa kia mình có thể nhìn thấy được cái khu phức hợp Grand Hồ Tràm Strip, bao gồm có khách sạn Intercontinental Hồ Tràm và Holiday Inn Hồ Tràm. Đây đều là những khách sạn thuộc về tập đoàn khách sạn IHG và được quản lý vận hành với tiêu chuẩn 5 sao quốc tế. Và đặc biệt nó bên trong này nó còn có Grand Casino ở tại Hồ Tràm. Có thể nói là dự án Grand Hồ Tràm Strip là một trong những cái dự án mà có sân golf The Club vận hành năm 2013, và đặc biệt nhất là có cả khách sạn Intercontinental được vận hành năm 2013. Đây là dự án duy nhất ở tại Hồ Tràm có sân golf, có casino và toàn bộ khu phức hợp 164 hectare này được đầu tư bởi quỹ rất là uy tín, đó chính là Warburg Pincus. Và bên cạnh đó là cái sự kết hợp với Vina Capital. Đây, Phúc lên đây Phúc quay giới thiệu với chúng ta cái view tổng quan toàn cảnh của sân golf The Club. Và ngay bây giờ đây chúng ta có thể nhìn thấy cái khung cảnh hiện tại bây giờ là 4:15 chiều, một cái view rất là tuyệt vời trong một ngày thời tiết nắng đẹp như này. Tôi tin chắc đây là một trong những địa điểm đáp ứng tất cả các nhu cầu của các khách hàng VIP và siêu VIP khi mà đặt chân đến cái khu vực nghỉ dưỡng Hồ Tràm này. Xin mời quý vị chúng ta cùng nhau chiêm ngưỡng cảnh quan ở đây. Thấy không? Đây chơi golf là phần lớn là những người Hàn Quốc không? Hàn Quốc, Nhật Bản.
bán phòng cho toàn cầu cho nên là doanh thu rất là cao. Mình thấy là Sun Golf Club được tổ chức rất nhiều giải đấu rất là uy tín trên toàn cầu, ở rất nhiều golfer danh tiếng. Không gian bên trong của nhà hàng Infinity ở tại Sun Golf Club. Thiết kế rất là mời bạn, huyền thoại golf rất nồng mạnh. Thể quan sát không gian bên trong.